Phải đâu, có tiệm này mới mở ăn ngon lắm. Đi đi, tại nó không đi mà, hai người đi đi. Không đi ăn khuya, bộ trời có hay sao? Đi nha. Không đi đâu, đã nói là không đi mà. Tôi không có gì đâu, mấy anh làm gì vậy chứ? Không có gì thì đi đi. Ê, lần đầu tiên nghe chú rể đám cưới không xong. Ê, sĩ gì chứ không phải à. Đụng xe máu chảy đầy người, đưa vô nhà thương, đưa vô bệnh viện cũng không xong. Được rồi, với bà đi. Coi chụp hình đem về luôn nè. Không coi. À, nào anh coi đây nè, đời người thiệt là vắng số ha. Bởi vậy số của mình không đoán được đâu. Bà vợ khóc muốn chết luôn vậy đó. Viết bài đi. Chồng của cô Hân. Anh quen với người này à, là Dương Gia Lạc. Đang ở nhà thương nào? Nà đi đó. Nào. Xưa nay chưa có làm gì trái lương tâm với thiên hạ hết. Vậy mà mày làm chết đi con của người ta rồi. Mày biết tôi ăn nói người ta làm sao đây hả? Đừng đâu mà. Tránh đi. Đừng có đập tôi đi. Đừng có đập tôi. Thôi. Hân. Mày là ai? Bác Trai. Thì ra là mày. Mày. Ba. Nè, đừng khóc nữa nha. Buông ra đi. Buông ra đi. Đừng cho mày làm gì vậy. Lại ba đừng có như vậy mà. Tao muốn nhìn mặt mày nữa.
Nhiều nha. Cái chết rồi, con Hân nó bị xỉu ngoài đường, người ta đem nó vô nhà thương rồi nè. Quý à, mình mau đi thăm nó đi con à. À đi đi má. Không cho đi. Ông làm gì vậy? Nó là con của mình mà. Người nào bước ra khỏi cửa này, đừng bao giờ bước vô căn nhà này nữa, biết chưa? Ba. Má. Đừng khóc nữa mà. Sao đây? Không phải về thăm nuôi đâu, trở ra đi. Cô y tá, tôi muốn hỏi Phương Hữu Hân nằm bệnh viện nào vậy? Cô đi về rồi. Cô bậy không vậy, cô bị bệnh cho cô gì? Tại cô muốn về thì ai cầm được? Tiền thì không trả cho người ta. Nói nhiều quá đi. Đi 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 đi. Anh kêu cho bà không được lên lương. Chung quanh ở bên dìa cũng không tìm được cổ nữa đâu. Mình đã cho anh em để ý rồi. Nếu có tin gì báo cho mày biết nha. Cảm ơn mày ha. Tất cả rồi, kiếm đi kiếm lại cũng không được. Cô đi nước trước đi.
Làm gì vậy? Chơi trò khách sáo hả? Bây giờ tao không có gì lo, chỉ sợ có khờ khạo để làm những chuyện bậy bạ thôi. Tại sao cô không tìm tao chứ? Thì là không hiểu nổi. Đúng vậy mà, bây giờ cái gì anh cũng làm không được. Để tao. Alo. Hân, anh biết là em. Đừng khóc nữa Hân. Hân, nói cho anh biết bây giờ em đang ở đâu. Em có biết không à, anh đang lo lắng cho em nè. Anh đi rất nhiều chỗ tìm cả Hồng Kông, Cửu Long tìm em đó. Bây giờ em đang ở đâu vậy? Anh nói cho em biết đi, đừng khóc mày Hân. Hân à. Hân. Alo. Alo. Sao hả? Tao nghe được tiếng chuông. Lạc. Không phải tại em là tai nạn thôi. Không phải đâu, là tại em hại chết ảnh mà. Là do em hại chết ảnh. Em tội quá, em thường bị ám ảnh. Em đã hại chết ảnh. Hân à, vô đi. Giờ nội anh ngủ rồi, em ngồi đây anh tốt nữa em muốn trước nha. Chuyện gì vậy? Má. Hào à, chuyện gì vậy hả? Má. Hả? Ờ, họ. Bạn của con tên Hân, nhà cô có việc không tiện, cô muốn tới nhà mình ở vài ngày. Ồ, không sao, không sao đâu. À, cô Hân đó hả? À, sao sắc mặt cô tệ quá vậy hả? Cái tai lại lạnh ngắt à, cô không sao chứ? Hả? Nội, giờ đừng có nhiều đừng vậy mà, hai người vô ngủ trước đi hả? Vô ngồi đi. Vậy cô Hân ngủ đâu? Đúng vậy. Ngủ phòng con. Vậy. Con ngủ phòng khách. Ồ, được, được, được. Để nội đi lấy gối mền ra hả? Hân à, vô phòng trước đi. Hân à, tối nay em ngủ đây nha. Thật ra em có nên gặp anh không? Thôi đi, nói ba cái chuyện này làm gì? Đừng nghĩ nhiều quá. Nghỉ sớm hả? Má. Cô Hân à, con bằng bộ đồ ngủ mới đây đi, thoải mái nhiều hơn. Cảm ơn bác. Còn bàn chải mới với thằng mới đây nữa. Cảm ơn. Hào à, con đi ngủ đi. Hả? Ngủ sớm đi cô Hân. Ngủ sớm hả? Cái cô đó là bạn của con hả? Thì bạn đó. Thì ra là chuyện gì vậy chứ? Con có làm gì quấy với người ta không? Sao má chưa hề gặp qua cổ vậy? Má sao má nghĩ kỳ vậy? Má ngủ sớm đi, mai mốt con nói cho má biết. Nhớ nói cho má nha. Được rồi.
mày đó nha. Đồ con mèo quỷ. Ủa Hào, sao thức sớm quá vậy? Con xuống dưới đường mua cháo. Má đã nấu sẵn rồi, mua cho cô đó ăn hả? Nè, con thức dậy rồi nha. Thôi nói cho má hiểu đi, cô gái đó là sao vậy hả? Nè nè nè. Ây chà, sao con người của mày ngu quá như vậy chứ? Cứ mặc kệ người ta là thế nào đi. Thằng Hào nó đem về nhà được thì nhất định là con nhà lạnh rồi. Nè Hào à. Dạ. Có phải con thiệt thương con nhỏ đó lắm không? Còn nếu thiệt thì mau tính chuyện đám cưới đi. Nè, bộ bà muốn uống ly nước của cháu giàu tới nỗi khùng rồi hả? Gốc gác con nhỏ này mình còn chưa biết mà. À, em Hân là một người gái tốt lắm. Có cơ hội con sẽ giải thích cả nhà nghe được không? Dụ đi bút cháu đã. Bà có khùng không hả? Mới vừa quen biết với người ta rồi đám cưới, đám cưới. Chào em. Suốt ngày hôm qua em không ăn gì, ăn miếng cháo đi. Không ăn sao được, cùng đóng ăn đi. Em như vậy anh đi làm sao yên tâm được. Em không có gì đâu, anh cứ đi làm đi. Con đi làm. Ê, con nhỏ đó sao rồi? Cô bây giờ tâm trạng chưa có yên đâu. Làm ơn ở nhà coi chừng cô giùm con nha. Tan sở ông gì liền. Được. Để nội coi giùm cho con cho. Con cứ việc yên tâm đi làm đi. Cảm ơn nội. Con đi làm ha. Hao. Khang. Hôm qua kiếm được cô Hân không vậy? Kiếm được, nhưng mà tâm trạng bây giờ còn dao động lắm. Tạm thời đưa cô về nhà tao ở trước đã. Tự nhiên biết bao nhiêu điều xảy ra vậy. Chia tay nè, quen với em Hân. Hôn phu của cô bị tai nạn chết. Cô lại nói phải có chồng. Nhiều quá. Thôi đừng nghĩ nhiều nữa. Bác Trinh chào bác. Hai người ở bộ phận nào vậy? Làm ơn tới đây ký tên đi. Được. Anh mới vô làm hả? Ở trên mấy anh còn nhiều nữa. Tránh báo bị động đất lớn mà. Bội anh biết sao. Thì đúng rồi, chỗ cũ không làm. Chỗ mới là sao vậy hả? Chỗ cũ làm thì đổi chỗ mới thôi, có gì đâu. Rồi, biết trước được chưa? Phải rồi. Xanh, xảy ra chuyện gì? Tờ báo mình bị người ta thu mua rồi. Tại sao mình không biết gì hết vậy? Còn ở đó nói tin tức nữa. Anh em ở trang kinh tế thị trường, tất cả bị đuổi hết trơn rồi đó. Nè, vậy anh có biết ai thu mua tụi rồi mình không? Nè, các bạn công sự, bắt đầu ngày hôm nay, tập đoàn tài phiệt của ông Quân Liên đã chính thức mua tòa soạn của mình. Đúng vậy, tập đoàn Ích Phong của giai đoạn Phong Điên bây giờ làm chủ ở đây. Ông là ai vậy? Đây là ông Thẩm Chí Quân, là chủ nhiệm mới kiêm tổng biên tập của mình. Đại danh của ông Quân, tin chắc ai cũng nghe qua rồi chứ gì hả? Ở đây ngoại trừ khác chủ ra, tất cả mọi việc đều như cũ. Con người tôi dân chủ lắm. Nếu có chuyện gì cảm thấy bất mãn, thì cứ trực tiếp gặp tôi, hả? Chánh báo là một tờ báo lịch sử lâu đời, cũng là một tờ báo tiếng nói vững chắc, cho nên hy vọng tất cả quý vị ở lại làm cho tờ báo tốt hơn. Còn mục đích của tôi là muốn tiêu thụ của tờ báo tăng lên gấp đôi. Tôi tuyệt đối tin tưởng khả năng của quý vị. Còn về mặt khác, tôi đã đề nghị với ban tổng sự năm nay sẽ tăng lương mạnh mẽ cho tất cả. Không làm trở ngại quý vị làm việc, ráng lên hả? Nè, ông chủ mình ngon quá hả? Ngon thế nào? Tăng lương đó. Thật không ngờ ông chủ nhiệm lương sáng lập ra tờ báo lại phải đăng cho người khác như vậy. Đường Quân Liên là như vậy đó, nhai người đâu có cần phải nhả xương. Nè, không phải đâu Xanh à, ông Thẩm Chí Huân đã điều lắm chứ, tăng lương cho mình đó mà. Đúng rồi, vậy thì lấy luôn không? Đi. Hào, anh nghĩ sao? Hắn là con điên, ông già cũng đàn tao. Thẩm Văn Hào, mời anh vô đây một chút. Nè, tăng lương đó nha, đi làm đi. Ra đi. Thế giới này nhỏ quá hả? Thế giới này nó nhỏ không nhỏ, lớn không lớn, dù sao cũng có chỗ đứng chứ. Con người của tôi công tư rất là phân minh. Nếu làm được việc, tôi không tiết kiệm cho công ty đâu. Huống hồ chi công việc này đối với anh rất là quan trọng.
Có gì cứ nói thẳng, cần gì nói lòng vòng. Tôi không nhận nói cho anh biết là tôi không bao giờ làm khó anh. Nếu mà anh vẫn còn thấy thích thú thì cứ tiếp tục ở lại xã hội đi. Tôi đã chuyển qua trang tin tức nội địa lâu lắm rồi, nhưng mà tôi vẫn thấy ở xã hội thích hợp hơn. Ở trong trang đó không phải ai cũng làm nổi đâu. Nhưng mà anh thì lại khác, anh là nhân tài, anh có biết không hả? Cái thế giới này thật là bất công lắm. Mà tôi cảm thấy chưa tới giờ cuối cùng, chưa định đoạt ai là người kiếm may mắn. Sao hả? Không có gì thắc mắc chứ? Nếu có gì thắc mắc có gì gặp tôi. Anh em ráng làm việc đi nha. Ai vậy? Ông Quân. Quân. À, ông Quân, Quân, để tôi đưa ông đi. Nè, ông kêu anh vừa nói gì vậy? Nói điều tôi qua trang xã hội. Có làm bậy không đó? Nhưng mà anh tính sao? Tôi không có dễ dàng chơi đâu. Hắn càng muốn mình nghỉ thì mình càng không nghỉ. Để coi thế nào đã. Chủ nhiệm về kìa, vô thương lượng với ông coi sao. Nè Quỳnh à, tôi với anh là bạn bè lâu nay, vậy mà anh không chịu giúp tôi lần này sao? Thôi được, thôi được. Nếu như vậy tôi không làm phiền anh nha. Vô đi, vô đi. Hả? Nè, cái đậu đệ hôm nay làm hay lắm đó nha. Có chuyện gì đến đây? Không sợ mà nói thẳng với hai cậu nha. Tờ báo này là tâm huyết 40 năm nay của tôi. Nhớ lúc sáng lập nó ra, khi cậu còn chưa ra đời. Trong đó trải qua biết bao nhiêu phong ba bão táp, tôi vẫn hoàn toàn khắc phục. Lúc đó tôi còn trẻ, bây giờ đã già rồi. Hai cậu biết không, ông Đường Quân Liền là do tôi suy nghĩ thật kỹ mới mời ông vô ban tổng sự để mà giúp cho tôi. Ai ngờ tôi lại cổng rắn cắn gà nhà. Ông đã có mưu đồ sẵn để chiếm đoạt tờ báo này của tôi. Ông thì tiền bạc quá nhiều, thế lực cái lại mạnh, cũng như tôi đã dâng tờ báo này bằng hai tay cho ông. Với văn hóa của mình, dù sao cũng phải thua người làm thương mại. Chủ nhiệm à, thì là vô phương được sao? Có điều gì tôi giúp được ông không? Có. Sao hả? Đi uống với tôi một ly rượu trước nha. Lâu quá. Tôi chưa hề uống rượu nha. Bình thường không bia. Đêm nào cũng biên bình luận, làm sao mà uống bia được chứ? Hả? Lập nghiệp khó, giữ nghiệp lại càng khó. Làm tờ báo này đã mấy chục năm nay rồi. Tôi thường nói với tôi làm báo chí này là tâm nguyện suốt đời của tôi. Nếu một ngày nào đó tôi chết đi rồi tờ báo vẫn tồn tại thì cuộc đời của tôi không gì ân hận nữa đâu. Nhưng mà bây giờ tôi chưa chết thì tờ báo này đã... Chủ nhiệm à, ý chí đi. Mặc dù ông ta đi, nhưng mà chúng tôi cũng vì ông mà làm tốt tờ báo. Không để ai chiếm được mấy chục năm tâm nguyện của ông đâu. Được, được. À nè, các cậu còn trẻ lắm. Có mộng tưởng hay không hả? Mộng tưởng đó có không? Cậu nói trước đi. Phổ biến sự thật, ngôn luận sắc bén, vì dân phục vụ. Nhột nhạt quá hả? Đâu phải, đúng lắm ạ. Chỉ có sử dụng một máy ảnh, một cây viết đi làm sự thật. Hay. Còn cậu? Mộng tưởng của tôi à? Đúng rồi, mộng tưởng của cậu đó. Nói đi, nói đi. Đừng cười tôi nha. Có phải khó nói đài lắm không? Đâu phải. Vậy thì nói đi. Mộng tưởng của tôi là làm vua báo chí. Hả? Hay, hay lắm. Nè, con người phải có chí khí chứ hả? Hồi tôi còn nhỏ cũng giống như mấy cậu vậy đó. Tới bây giờ tôi còn cảm thấy rất tự hào. Mấy cậu đừng có cho tôi là tuổi già nha. Không có ngày nào tôi không có mộng tưởng đâu. Ngày hôm nay tôi vẫn có cái mộng tưởng cuối cùng. Gì vậy? Gì hả? Nè, ngày mai tờ Chánh báo không còn thuộc quyền lương lịch can của tôi nữa rồi. Nói cách khác, nó không còn thuộc về của tôi nữa.
Cái mộng của tôi là ngày hôm nay biên luôn một tờ xã luận của tờ chánh báo cuối cùng. Chào. Alo, ông Quân hả? Ông Cang, sao ở đây vậy? Đúng 12 giờ tất cả nghiệp vụ của ông trong tờ báo phải ngưng nữa nha. Tôi biết rồi, nhưng tôi phải biên luôn một bài xã luận cuối cùng. Thôi khỏi cần tuổi già của ông nữa. Tôi đã mời ông Trung Khánh Lương phục vụ biên về xã luận tờ báo này rồi. Tôi tin rằng ông cũng biết người này. Ông Trung Khánh Lương, tôi có nghe qua. Ông là một bình luận viên rất có tư cách về bình luận chính trị. Nhưng mà xã luận chánh báo tôi đã biên 40 năm nay rồi, thì hôm nay cũng không ngoại lệ được đâu. Chủ nhiệm đừng lo tới ông nữa, cái việc biên có tôi đây mà. Cảm ơn cậu, cảm ơn. Làm ơn. Nè, muốn biên thì cứ việc biên, nhưng mà đăng hay là không là quyền của tôi. Nè nè, hai đứa bay làm như vậy lầm loạn hả? Làm như vậy không có được đâu nha. Nè nè ông Quân à, tụi nó để coi ông làm sao nhận được phép đây. Anh Ba, qua nhà ông Lương nhận bài đi, không có máy phát cũng nhận được bài mà. Mai mốt hoặc bây giờ cũng được. Ông Quân rất thông minh. Vậy tôi đi liền. Đi liền. Tốn thời gian. Chủ nhiệm, tôi biên xong rồi. Tôi lên khung nha. Cảm ơn cậu. Tôi dò bài giùm anh nha. Đi. Cảm ơn. Chủ nhiệm, mừng qua bệnh coi hả? Cảm ơn cậu. Xong hết. Chủ nhiệm à, bài xã luận của ông thật là hay quá đó. Các anh em, tôi đẩy hết đi ăn khuya. Tất cả là gì vậy? Bài xã luận đó tôi không cho đăng đâu. Rút ra. Thử coi. Chỗ này ai có quyền ăn nói đây hả? Là tôi đây. Chỗ này là chỗ sắp khuôn. Ở trong chỗ sắp khuôn á, tôi chính là người được ăn nói. Tôi theo ông chủ nhiệm này á đã 40 năm rồi. Báo hàng ngày xuất bản á đều do một tay tôi in ra hết. Nếu ông nói không đăng bài xã luận này á thì tụi tôi không có cho ra báo. Để ngày mai cả Hồng Kông không có tờ báo này bán ra. Nè ông Quân, đêm về rồi nè. Đi ra đi. Cái gì vậy? Đi. Ông Quân. Ông Hà. Chủ nhiệm. Cảm ơn ông. Thiên hạ có cuộc tiệc nào mà không tan hả? Cảm ơn tất cả. Bao nhiêu năm nay đã góp sức cho tờ chánh báo. Dù tôi có miễn cưỡng cách mấy, cũng phải nói với tất cả anh em chào tạm biệt. Cậu Khang, cậu phải nhớ kỹ những lời gì mà cậu đã nói với tôi nha. Nhất định. Tôi nhìn bảo trọng. Một nhà báo chí tương lai hả? Phải ráng lên nha. Tôi hiểu, cảm ơn. Cố gắng lên. Bảo trọng nha. Tất cả bảo trọng nha. Cảm ơn tất cả. Cảm ơn. Má, khuya vậy còn chưa ngủ? Coi luôn cái đoạn TV này đã. Sao bữa nay về khuya vậy? Dạ phải. Ở tại tòa soạn có chuyện. Chủ nhiệm ra đi rồi. Giờ ông Đường Hung Liên làm chủ tờ báo. Đường Quân Liên? Phải cái ông tỷ phú đó không? Còn nữa, phụ tá của ổng là thằng con của ổng đó. Thiệt hả? Có làm khó gì con không? Bộ con má ngu lắm sao, dĩ bị người ta ăn hiếp hả? Con thôi nghĩ đi. Tại sao phải nghĩ chứ, cờ gì phải làm vậy? Má, thằng cháu đi. Hào à. Gì má? Cái cô gái đó
Ngoài trừ đi toilet ra thì mấy ngày nay không bước ra khỏi cửa buồng. Má thấy cô khóc hoài à? Sự thật là chuyện gì vậy chứ? Vì cô gây gỗ với nhà. Gây gỗ cái gì vậy? Mai mốt có cơ hội nói má biết. Hồi má còn nói chuyện mà cũng phải chờ cơ hội sao? Thiệt tình, đâu phải vậy. Thôi đi, mai mốt có cơ hội nói má biết mà. Hân à, anh mua vài bộ đồ đem về cho em nè. Em coi có thích không? Anh chọn lâu lắm đó. Coi đi. Bộ này nữa nè. Cảm ơn. Anh à, nếu em cảm thấy buồn, đi dạo cho vui nha. Nhốt quả nhà vậy không được đâu. Còn nữa, máy với đồ anh rất tử tế lắm. Ra nói chuyện với bà cho vui đi. Nếu em cảm thấy vậy có thể chuộc tội lỗi thì bắt đầu bữa nay anh làm theo em. Anh không ăn cơm, không ngủ, không đi làm cho tới khi nào em trở lại bình thường mới thôi. Ông chủ nhiệm đã nhảy lầu tự vẫn từ trên nóc băng của tòa soạn. Thật ra mất tờ báo ông đâu đến nỗi phải chết đâu. Ông đâu có phải là không có tiền. Anh có biết tại sao ông chủ nhiệm phải biên một tờ xã luận cuối cùng không? Nhớ chứ. Vì mộng tưởng mà. Thì chính là mộng tưởng. 40 năm tâm huyết phải mất đi trong một ngày. Cũng như một ngày vua mất nước vậy. Người đã mất đi cái mộng tưởng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Tao thì không nghĩ gì vậy. Nếu mình mất đi cái mộng tưởng thì mình không khỏi đến phải chết. Tao nhớ lúc tao còn nhỏ, một nhà ba người, chỉ có một cái giường. Ban đêm cháy đèn lên để làm bài thì bị người bên cạnh hăm đánh hăm giết. Ở trong lúc đó, tao mới hiểu rõ sống trên đời hoàn toàn phải hiện thực. Có sống được rồi, mới học theo người ta nói mộng tưởng. Còn nữa, nạn nhân Việt Nam vượt biển với nạn nhân Somalia, trong tâm của họ mà nói nếu sống sót được, đó mới là mộng tưởng. Chị, tờ báo trước sau gì cũng cải cách thôi. Anh cũng cho rằng tờ báo phải có vấn đề hả? Kiểu cách của ông chủ nhiệm cũ giờ ngày này đã phôi phai rồi. Thời buổi này làm báo không phải những ngôn luận sự thật nó đơn giản vậy đâu. Khách mua báo không những chỉ là tờ báo, đó chỉ là thái độ của sự sống thôi. Tôi không được hiểu anh muốn nói cái gì. Tôi cảm thấy báo chí là ngôn luận, là sự thật, phải nói sự thật. Nhưng mà báo phải là hình thức thương nghiệp không? Bất luận cái gì mua bằng tiền, cái đó đều là thương phẩm. Thương phẩm đó phải đạt yêu cầu cho khách hàng, rồi mới có thể đi lợi dụng khách hàng. Tao tin rằng xí nghiệp quản lý đối với tờ chánh báo mà nói chưa hẳn là một điều xấu. Vậy anh muốn nói điều liên nhào cho tờ báo mình là chánh đáng à? Muốn kiểu mình được thực tế, trước hết là phải thắng, sau đó thì mới làm được ông vua. Xưa nay tôi chưa hề nghĩ tới làm vua chúa. Tôi chỉ muốn làm một trung thần. Vậy tao với mày hồi cu rồi. Ây da, chết rồi chết rồi. Còn cái chậu kiểm của tao nè, sao mà lâu quá trần vậy? Tao nghĩ chắc là mày tưới nước nhiều quá chứ gì. Mày đừng có đổ thừa nha. Tôi làm không có ngừng tay. Ở đó mà rảnh rang tới cây kiểng cho bà hả? Ây da, vậy thì phải làm sao đây? Biết trước như vậy là không có mua loại này đâu. Sao mà kỳ cục quá vậy? Ây da, thiệt là tức chết đi được à. Còn có thể cứu vãn được mà. Ây da, bị cô làm hết hồn. Cô Hân à, rốt cuộc có chuyện bước ra khỏi phòng rồi à? Cô Hân à, bộ có biết trồng kiểng sao? Dạ phải, bà nội đưa cho coi thử. Cảm ơn.
Dạ xong rồi. Ây cha, cô làm gì vậy? Cái chậu kiển này sở dĩ nó bị úa là vì tưới nước quá nhiều. Nếu lá úa mình không ngắt bỏ đi thì ảnh hưởng tới rễ cây của nó. Nè, bây giờ cho ngắt hết mấy lá úa rồi, để lại cái mầm non của nó, nó sẽ sống trở lại bình thường. Nhưng bà nhớ đừng có tưới nước quá nhiều nha. Ờ, cảm ơn cô Hân nhiều nha cô Hân. Bây giờ coi kìa, cô làm tới cái tay giờ hết à. Để tôi lấy khăn lau cho cô nha. Cảm ơn. Đưa cái khăn qua đây. Nè, lau đi cô. Cảm ơn bà. Bây giờ sao mà kêu bà hoài khách sáo quá vậy, kêu nội cho thân mặt hơn. Cảm ơn nội. Thưa bác, để con phụ cho. Khỏi đi, bác lặt xong rồi. Vậy để con rửa. Được rồi, để bác rửa được mà. Lặt mấy cọng cải thôi mà cứ đó sơn hoài. Học theo tao nè. Chị Phương đi về quê rồi, ở ngoài quán chỉ có một mình tôi thôi. Đâu phải như những người ở nhà từ sáng cho tới tối phải ăn là ngủ thì lại khỏe chứ. Mai mốt cháu ra ngoài phụ cho bác nha. À, không cần. Phải thức dậy sớm lắm. Ở ngoài chỗ bậy hay giờ bẩn, bọn trẻ của tụi con làm không quen đâu. Ê cha, nói ra thì tao cũng cảm thấy mình mấy tao ê ẩm hết nè. Tao nhớ ra rồi. Sáng nay mới 5 giờ sáng là tao thức dậy. Nào nấu nước châm mình, nào dọn dẹp, nào lau bàn. Ê cha, hèn chi bây giờ mình mấy tao ê ẩm hết trơn. Cô Hân à, cô có thể ra ngoài này xoa bóp cái lưng giùm tôi chút không? Dạ được. Thiệt khỏe quá đi. Nè, cô Hân à, cô quen cái thằng Hào của tôi bao lâu rồi? Dạ cũng mấy tháng rồi. Ồ, bộ hai đứa chỉ mới quen đây thôi à? Đúng rồi, cô vì lẽ nào gây gổ với gia đình mà bỏ nhà ra đi vậy? Cô cứ nói cho tôi biết đi, để coi tôi có thể giúp cho cô được không. Nội à, nội có nhức đầu không để con bắt gió cho? Phải, nói ra thì cũng hơi nhức một chút. Cảm ơn cô nhiều nha. Má. Hào, sao về sớm quá vậy? Dạ phải, nội, Hân. Về đó hả? Dạ phải. Nội à, mới đây đã sai người ta bắt gió rồi à. Ồ, có phải để con cho phép không? Người khác thì nói vậy được, nội thì không đâu. Má, ăn cơm được chưa vậy? Để con mua thêm đồ hả? Khỏi đi, ở nhà đủ rồi. Ăn cơm xong con với cô Hân đi xuống lầu đi dạo cho vui đi. Đúng vậy, ăn cơm xong đi dạo phố với cô Hân cho vui đi. Hả? Tặng cho em. Cái gì vậy? Cứ tháo ra biết liền. Anh nghe ông Trần nói á, mấy cuốn sách cắm quà này là mới nhất đó, cho nên anh mua về để cho em coi cho đỡ buồn. Nhưng mà ở nhà cũng đâu có đến nỗi gì buồn. Anh vui vẻ vậy, anh không để cho em phải khóc nữa đâu, giờ phải đau khổ nữa. Suốt đời này anh phải lo cho em. Lại méo miệng nữa. Sao cái tay lạnh quá vậy? Nè, cảm ơn nha con. Thưa bà chủ à. Dạ có đây. À cô Hân à, chỗ này vô bẩn quá cô về đi, để đó bác lo được rồi. Dạ không sao đâu bác, con làm quen rồi mà. Bác à, mai mốt đừng có kêu con bằng cô Hân nữa, cứ kêu Hân được rồi. Cái nào cũng xưng hô thôi. Vậy sớm như vậy có quen không hả? Dạ quen, nhà của con là tiệm bắp bông mà. Em hồi trước cũng thường hay thức sớm như vậy. Hèn chi là vậy. Con gái bây giờ có đứa nào giỏi như cô vậy đâu. Thì bà hết rồi. Có sao không con? Không sao, không sao. Má. Hân đã ngủ rồi hả? Dạ ngủ rồi, con ngồi nhìn cũng ngủ mà.
Thao à, má không phải đốc con đâu nha, nhưng mà dù sao cũng là con gái của người ta, trước sau gì người ta cũng tới đây tìm con, ít ra má cũng phải biết là chuyện gì chứ, có đúng không? Má, con đã nói rồi mà, cổ gây gỗ nhưng nhà bị người nhà đuổi đi đó mà. Có liên quan tới con? Thật ra chuyện đó là như vậy, trước khi cô quen con á, đã có một người bạn trai rồi, mà còn đi tới cưới hỏi nữa. Nhưng mà cái chuyện cưới hỏi đó là gia đình của bắt buộc cổ thôi, cô không muốn đâu. Cho nên nó gây gỗ với gia đình, nên bị người nhà đuổi đi thôi. Có phải con thương cổ không? Bây giờ là thời buổi gì chứ, sao lại có cha mẹ kỳ vậy? Bộ thời mãn thành hay sao? Thiệt kỳ lạ. Tìm Nam Phương. Bà, khốn nạn, còn dám gọi điện thoại vậy hả? Mày cứ đi luôn đi. Nè 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 nè, sao ông không để tôi nghe chứ? Nó bây giờ nó ở đâu? Còn chỗ nào nữa thì chỗ của thằng đàn ông đó thôi. Tại sao không kêu nó về? Sao ông phải đuổi nó đi chứ? Tôi đuổi nó đi hồi nào? Tự nó bỏ đi thôi mà. Hay à, ông còn nói không phải đuổi hả? Anh Nam à, làm ơn anh nghĩ kỹ đi. Mình chỉ có một đứa con gái thôi. Mình chỉ có một đứa con gái thôi, nhưng mà nó khốn nạn, nó báo hại cả nhà rồi, có biết chưa hả? Hân à, ra ăn cháo đi. Không có gì chứ? Em vừa mới gọi điện thoại cho ba. Đừng có nghĩ nhiều nữa, trước sau gì ông bà cũng hiểu em thôi. Em không có gì đâu. Hay là mình ra quán phụ bác nha. Được. Nè, có gì vậy? Thì có đồ coi đó. Thậm chí quân dọn qua phòng này sao? Không phải đâu, mới tới làm thôi mà. Mới tới? Ông chủ nhiệm cũ vừa mới qua đời không phải nhiều đó mà quăng hết đồ đạc của ông ra chứ hả? Điều này khó nói lắm. Cô bậy bạ không vậy? Sang vĩnh